Nhạc sĩ Phan Nhân, ông viết một tác phẩm năm 1972. Chúng ta hồi đó lúc bây giờ đất nước còn rất rất khó khăn. Chính cái tay của hồ này, nhạc sĩ Phan Nhân, ông viết tác phẩm đó. Hà Nội niềm tin và hy vọng, đó là tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân. Chúng tôi xin gửi đến các bạn tác phẩm đó của ông. Thank you.
Vâng, chúng tôi gửi đến các bạn một số tác phẩm các nhạc sĩ Việt Nam viết về thủ đô Hà Nội.